Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chứng những giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được những giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện á quân Forex thế giới hay rô trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc là bất kỳ một ai trên thị trường này gọi là có kinh nghiệm chia sẻ trên thị trường mà chỉ gọi là bắn chiến lược, đọc lệnh, phân tích về xu hướng và đưa plan giao dịch hoặc sử dụng TradingView để phân tích backtest lại. Xin lỗi nhà đầu tư, những kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch được thì phải có lịch sử để cho nhà đầu tư kiểm chứng cho cả một quá trình dài mà bản thân người đó đứng ra chia sẻ trên thị trường. Cũng như tôi, trên thị trường giao dịch Forex là những chuỗi giá trị minh chứng và trong thực tế để gửi đến nhà đầu tư, cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng, áp dụng thực tế từ những phương pháp đánh riêng lẻ đến phối hợp lại để làm sao tạo được ra những giá trị lợi nhuận trên thị trường để cho nhà đầu tư thấy rõ xuyên suốt cả quá trình dài phát triển của trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân tôi chia sẻ gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thực tế thấy rõ được những giá trị vận dụng áp dụng này trên thị trường để nhà đầu tư có thể hiểu được đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào cần phải cố gắng để mà gì nhỉ, rèn luyện, cần phải cố gắng để mà đạt được. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những minh chứng thực tế này để nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex có cơ sở để yêu cầu bất kỳ một ai đang chia sẻ với nhà đầu tư đều phải chứng minh ở trên thị trường để đầu tư Forex này cũng như bản thân tôi. Đó, thì tôi giao dịch ở trên thị trường thì lệnh này tôi vào hôm thứ sáu vừa qua và gì nhỉ, tôi chưa có live được kịp, thế nên bởi vì hôm đấy thì tôi rất là nhiều việc để chuẩn bị cho chuyến đi Tây Nguyên và gì nhỉ, ngày mai thì tôi sẽ về lại Hà Nội và thứ bảy này sẽ off vào lúc 9 giờ. Rồi để thứ hai thì tôi bay ra lại Hà Nội tiếp tục cái chuyến đi xuyên Việt của bản thân tôi. Năm nay thì vào thứ hai tuần tới nữa thì tôi sẽ có chuyến đi xuyên Việt Bắc Nam nha. Cùng cả học trò của tôi sẽ đi từ Bắc vào đến trong miền Nam bằng xe hơi. Thì tôi chia sẻ cùng với cả anh em nhà đầu tư, tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn trải nghiệm hãy thực tế nhìn nhận, thực tế đánh giá, chứ đừng lao vào với cả những bánh vẽ về lợi nhuận mà ngay cả những thằng đứng ra chia sẻ nó còn không vận dụng, không áp dụng được vào trong thị trường thực tế. Vậy thì làm sao nhà đầu tư có thể áp dụng, vận dụng được vào trong thực tế đó. Giao dịch được thì phải chứng minh được như bản thân tôi đang chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Đấy, mời nhà đầu tư theo dõi. Đó thì anh em có thể thấy rõ thực tế đó, những tài khoản tôi vận dụng, những tài khoản tôi giao dịch ở trên thị trường là cả quá trình dài. Muốn nuôi được đến đây thì phải có thời gian, chứ không có chuyện là nhà một sớm một chiều chúng ta nuôi được đến đây nha.
Thứ hai tuần sau em bay ra Hà Nội để phượt Nam vào trong từ ngoài miền Bắc vào trong miền Nam nhé. Anh em nào đi thì đăng ký. Đó, giờ tôi sẽ lên một tài khoản khác để anh em xem nhé. Rồi.